Giới thiệu với mọi người đây là những cái cây đậu đen nhá. Đó, những cái cây đậu đen này này nó đã mọc lên hơn 1 tháng rồi. Đó. Đây. Đây. Những cái cây này bữa nay nó ra đọt tua thế này này. Đó. Đó và người ta sẽ ngắt những cái này để về nấu ăn. Đó, và đây có một con sâu này. Ui trời, con sâu to chưa? Không được sạch sinh nhưng mà đây, một sâu sâu này sâu sâu cuốn lá đây đây. Sâu quá béo. Đó, sâu này thì hai đầu lắm. Trốn nó đi. Mình đã diệt nó. Đó. Đây. Đó, vườn đầu đó. Những cái đầu đang lung linh trước gió, nó đang rung rinh vậy. Thôi. Nghĩ sao mà hôm nay mình chán vậy ta? Tự nhiên chả làm được việc gì nên đã. Ơi trời ơi. Đó, mình ngắt những cái này nhá. Đó. Này, cái đầu là nó có 3 cái lá, nó là lá kép. Đây 1 2 3. Có 3 lá. Đó, 3 lá chết đó. Đây. Đó. Ba lá chét đây. Đây. Đây có một tổ chia đây. Mình biết cái gì nhưng mà đây là tổ sâu này. Tổ sâu này cần phải loại bỏ. Cứ vứt đi.